xin kính chào bà con, chào các bác. À, ngày hôm nay thì có thời gian để quay cho các bác và làm cho các bác một video ngắn giới thiệu cho các bác về cái hình ảnh thực tế và chúng ta phân biệt một số các loại xoan ở trên thị trường hiện nay mà rất nhiều người nhầm lẫn, nhiều người bị lừa đảo. À, tôi sẽ giới thiệu về cây xoan ta, cây sơn và cây xoan hôi, một trong những loại những cái loại cây mà rất nhiều bà con bị nhầm lẫn và bị lừa đảo rất là nhiều. Rồi về góc độ nhìn thực tế. Xin chào, tôi là Biên, nhà sáng lập trung tâm cây giống Tâm Đảo và tôi điều hành trực tiếp đơn vị trung tâm cây giống Tam Đảo hiện nay, giám đốc điều hành trực tiếp và cũng là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng cây giống cho bà con. và bây giờ tôi sẽ chuyển cam sau để quay cho các bác và bà con chúng ta nhìn thấy hình ảnh thực tế nhất về cái cây uh, xoan, uh, ta, cây sơn và cây uh, xoan hôi. À, về cái góc độ các bác có thể nhìn thấy cái gỗ xoan này nó cũng là một trong những loại gỗ mà tầm trung thu hoạch khai thác và cũng có rất nhiều người hiện nay cũng đang sử dụng gỗ xoan làm nhà à, làm cửa rồi làm cối răng rồi cái đồ bàn ghế à, tầm trung và ngắn hạn thì các bác có thể nhìn thấy đây thì các bác cũng sử dụng cái gỗ xoan là cái cây như thế này cái thứ nhất cho chúng ta phân biệt là cái thân của cây gỗ xoan thì nó thường nó xanh và xanh đen lại như thế này Đấy, và tất cả các cấu trúc lá từ dưới mặt lá trên chuyển chuyển thần lên như thế này bác nhìn nó đều chuyển xanh hết Đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta nhìn nhận cây lá xoan lá răng cưa cấu trúc này và cái mùa dịp tết ấy, thường đến mùa đông ấy, là nó sẽ rụng hết lá và nó sẽ mùa xuân nó sẽ thay toàn bộ lá mới và rụng lá rất là nhiều đối với cây xoan phần nào đó thì thông qua video này thì chúng tôi cũng gửi tới các bác về hình ảnh thực tế nhất về cái hiện trạng cây giống cây xoan tại trung tâm cây giống tam đảo và cái thứ hai nữa là phân biệt cho các bác về cây xoan đây, về cái tốc độ lá răng cưa sẻ rãnh rất là sâu đó, các bác nhìn cái lá xoan này cái thứ hai nữa cây sơn. Rất nhiều người nhầm lẫn. Đây, cây sơn về cấu trúc lá của nó thì nó cũng chỉ hơi hơi răng cưa đây. Đấy, các bác nhìn là hơi hơi răng cưa này. Và cái thân của nó hơi đỏ 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 đỏ, hồng hồng hồng, hồng như này. Đấy, cây này không phải cây xoan ta mà cây này cây sơn. Đấy các bác nhìn này. Đấy, nhiều người nhầm lẫn và cũng bị lừa đảo rất nhiều. Trồng sai cây là chết giả rồi. Cho nên các bác phải để ý đời người một rừng cây chúng ta trồng phải nghiên cứu và chúng ta phải hiểu về cây. Đấy, thì ở à, chúng tôi trung tâm chúng tôi chúng tôi luôn luôn làm giống và đảm bảo yếu tố phục vụ cho các bác đây là cây sơn Đấy, để các bác phân biệt được cách tốt nhất và cái hai nữa là cái cây xoan hôi đây, đây các bác cái xoan hôi thì lá rãnh rất đều những cái sẻ rãnh so le của nó cái, cái 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 răng cưa của nó lại so le với nhau này hai bên là so le đều nhau cái thứ hai nữa chúng ta phân biệt cái cây xoan hôi ạ các bác lưu tâm ở đây Đấy, cái thành cành nhánh của nó các bác nào tinh ý nó phát hiện ra luôn cành nhánh của nó tất cả chuyển màu đỏ, đỏ đấy. đấy. cái gỗ này thì sau này nhiều người người ta lừa cái cây này thành cái cây là cái cây xoan đào nhưng thực tế không phải xoan đào mà là xoan hồi, cái gỗ này sau này nó màu trắng vỏ đỏ nhưng mà gỗ trong là màu trắng hơi ngả vàng Đấy các bác, các bác phải phân định rõ nhé, xoan đào lá phải liền, xoan đào chuẩn mà hiện nay dự án đang trồng như lào cai, người ta trồng nhiều lắm Đây các bác nhìn này, đây là xoan hôi Phần nào đó này, thông qua video này thì tôi đã biên tôi rất muốn chia sẻ cho các bác về hình ảnh thực tế và phân biệt các loại cây uh, xoan hôi, xoan đào và cây sơn thì để các bác có cái kinh nghiệm chúng ta phân biệt và các bác có nhu cầu mua cây giống liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại tôi để bên màn hình để báo giá cung ứng cho các bác về số lượng thì ở đây thì không giới hạn à, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em biên à, đừng quên đăng ký kênh và theo dõi em hàng ngày để được cập nhật những video mới ở đây em làm rất nhiều các loại cây lâm nghiệp với công trình thì hy vọng được các bác ủng hộ cũng như là các doanh nghiệp những năm vừa qua đã ủng hộ đơn vị em thì em cũng xin được bày tỏ cái sự cảm ơn rất nhiều tới các bác xin chào